Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa và kiểm tra cái đèn tip LED T8 dùng để trang trí nhiều màu sắc. Thì như các bạn cũng đã biết á, những cái đèn tip LED T8 hay sử dụng trong gia đình hai màu thôi, màu trắng và màu vàng ha, là hai màu nó xanh trắng và xanh vàng. Còn hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái đèn tip LED nó khá nhiều màu ha. Ở đây là màu xanh lá cây. Trên thị trường nó cũng bán rất nhiều màu khác, như màu đỏ, màu vàng cũng có. Đây là ánh sáng màu xanh lá cây. Trong video này các bạn có thể không nhìn ra, nhưng mà ngoài thực tế các bạn nhìn bằng mắt thường á, thì cái màu ánh sáng này á, nó đúng như cái màu xanh lá của cái chuôi đèn này nè. Thì nó có những ưu điểm nào so với những cái đèn tiếp LED T8 thông thường? Thứ nhất á, nó không cần dùng cái máng đèn nha. Những cái đèn tiếp LED như thế này á, mình cần phải có máng đèn, rồi mình chỉ có được sử dụng trong nhà thôi, phải cắm vô máng. Đồng thời cái bên ngoài của nó là cái lớp thủy tinh ha. Một số cái đèn nó thiết kế nhựa nhưng mà đa phần là thủy tinh để cho ánh sáng đi qua, nên những cái đèn này rất dễ vỡ, có thể các bạn rớt xuống một cái là bỡ luôn, là các bạn không sử dụng được. Còn đối với những cái đèn này đây, ở đây nó có ghi thông số nè, đèn tip LED T8 360 độ ha, cái thương hiệu của nó thôi, Ginsen nè, cái này ngõ vào AC từ 180 đến 260V, cả ánh sáng này ánh sáng xanh ha, xanh lá giống như cái đuôi chuôi đèn. Đồng thời cái công suất của đèn này là 18W. Ở đây có một cái phích cắm luôn, mình không cần phải dùng cái máng đèn, đó là ưu điểm của nó. Đồng thời cái vỏ này vỏ nhựa, cái này vỏ nhựa, các bạn rớt xuống nhẹ không sao hết nha, không bị vỡ. Nên cái đèn này được thiết kế trang trí ngoài trời cũng có, tại vì nó sẽ chống nước, bên trong có những cái lớp silicon đó, giống như silicon xây dựng màu trắng sữa, thì nó dán kín mít đây. Các bạn để ngoài trời, ngoài mưa, ngoài nắng đó, thì nó không bị nước vô. Cũng giống như những cái đèn tip LED T8 thông thường trong gia đình các bạn xài, thì những cái đèn tip LED T8 trang trí loại này á, nó cũng có những hư hỏng riêng. Sau đây mình sẽ đi kiểm tra và sửa chữa cái đèn tip LED T8 loại trang trí. Thứ nhất, mình nói về cái cách tháo đầu đèn ra. Như mấy cái đèn tip LED này á, thì các bạn khéo tháo thật cẩn thận ha. Các bạn không thể lấy cái này các bạn nạy được, tùy cái lớp thủy tinh bên đây á, nó rất mỏng, các bạn nạy cái nó bể, nó đứt liền, rất nguy hiểm. Mà còn đối với những đèn LED trang trí này á, thì mình không cần phải dùng dụng cụ, các bạn dùng cho mình một cái giũa móng tay loại mỏng á. Rồi cái phần này, cái đầu đèn là nhựa, cái thân đèn cũng là nhựa, rồi mình muốn tháo ra các bạn xỏ đâm như đây nè, rồi các bạn đẩy xung quanh, làm nhẹ nhẹ, đẩy tới là cái lớp silicone bên đây nó sẽ bung ra. Mình sẽ tháo hai đầu luôn đó, như cái đầu này các bạn làm xung quanh xong rồi nắm mình vặn ra. Đây là cái lớp silicone màu trắng sữa, giống như trong xây dựng á. Đuôi đèn bên đây cũng tương tự. Mình lấy một cái giũa nóng lên, đẩy ra là ra thôi. Rất dễ tháo à. Bên trong là lớp silicone.
nó bít kín luôn để không cho nước vào, khá chắc chắn. Đây là cái phần bao nguồn led driver của nó. Đây là cái thanh led của nó. Các bạn có thể tháo ra một cách dễ dàng cái thanh led và cái bao nguồn led driver để mình tiến hành mình sửa chữa kiểm tra cho nó dễ. Như ở đây nè, mình dễ quan sát, mình dễ sửa chữa. Trong mạch đó, nó sẽ dùng con chip led 2835, điện áp là 3V, cái công suất của chip led đó là 0.2W, và số lượng nguyên cái thanh led này á, tổng số là 86 con led. Thì mình có thể tính ra được cái công suất thanh led, công suất thanh led sẽ bằng cái số lượng chip led các bạn nhân với công suất của từng chip led, là các bạn lấy 86 các bạn nhân 0.2 thì nó ra 17.2W, gần sấp xỉ bằng cái giá trị của nó. Cái đèn này nó ghi là 18W lúc ban đầu, vậy là ok. Cái còn cái màu sắc của chip led này á, là nó do cái lớp nhựa bên ngoài của chip led quyết định. Các bạn nhìn thấy không, nếu mà chip led mà ánh sáng vàng á thì nó sẽ ra màu vàng, còn ở đây nó ra màu xanh lá nè, cái màu xanh lá nó cũng hơi ngã vào vàng á. Nói chung là do cái lớp nhựa phủ bên trên của chip led này nó quyết định cái màu sắc của nó, cũng khá nhiều màu ha. Thì mình có thể tìm mua trên thị trường á, nó có bán loại nào. Tiếp sau đây mình sẽ nói về cái cách kiểm tra cái đèn này như thế nào. Thứ nhất là các bạn sử dụng phương pháp đo nguội để mà kiểm tra cái chip led 2835 trên thanh led này á, có cái con nào bị đứt, bị cháy hoặc là bị rò rỉ không á, thì mình sẽ dùng cái thang đo nhân 1 đối với đồng hồ kim ha, hoặc cái thang đo diode đối với đồng hồ số. Một khi mà cái đèn led không cháy, các bạn kiểm tra cái nguồn led driver này có nguồn ra hay không ha. Nếu mà có nguồn ra thì chắc chắn là nó bị phần thanh led này hư, thì mình sẽ kiểm tra cái từng chip led có cái con nào bị cháy ha. Ở đây nó sẽ dùng con chip led 3V, nên mình có thể dùng cái thang đo của đồng hồ kim và đồng hồ số để test. Trường hợp mà led sáng á, là led tốt, ok. Còn trường hợp mà nó không sáng, tức là nó hư hỏng, thì mình sẽ mua cái con led 2835 cùng màu sắc, cùng điện áp và cùng công suất, phù hợp với cái led mà mình hư hỏng quá mình cần thay. Như đây là chip led 2835 3V, thì mình sẽ dùng đồng hồ số. Còn các bạn dùng đồ kim á, các bạn bật thang đo nhân 1 ha, để các bạn lấy điện áp 3V của cái VOM đó, các bạn đo test. Ở đây mình dùng đồng hồ số, mình chuyển thang đo diode, rồi các bạn kiểm tra từng chip led một ha. Đây nó sáng. Như vậy là một nhánh của nó là hai con chip led mắc song song với nhau, mà tổng số của mình là 86. Mình giả sử đi cái thanh led này các bạn hư, thì mình có thể dùng cái đồng hồ mình test coi trường hợp con led nào nó tắt nó không sáng á, thì đó là led hư ha, mình tiến hành mình thay thế ha. Trên mấy trang mạng như Lazada, Shopee gì đó, nó sẽ bán những cái chip led 2835 siêu sáng loại 3V và cái công suất 0.2W,
có nhiều màu sắc, thì các bạn muốn mua màu nào á thì các bạn order cho người ta, người ta sẽ bán cho các bạn những con chip led tương tự để mình về mình thay ha. Cái vấn đề thứ hai là cách là chúng ta kiểm tra nguồn coi nó hoạt động tốt hay không. Thì đối với cái thanh led như thế này á, các bạn cũng nhìn thấy nó tương tự như các thanh led bình thường, nó cũng có ba đường ha. Đường thứ nhất là đường cộng nè, nó nối với chân dương. Của nguồn led driver, còn đường trừ nó nối với chân âm của nguồn ngõ ra nguồn led driver. Còn ở giữa phía dưới này á có cái đường AC, nhưng mà tại vì không sử dụng cái bán đèn, nó dùng cái phích cắm mắt trực tiếp luôn, nên các bạn mình sẽ không dùng cái đường AC phía dưới. Các bạn chỉ còn quan tâm cái đường cộng đường trừ thôi. Thì khi mà các bạn sửa chữa, các bạn có thể đánh dấu, hoặc là nhiều bạn không cần thiết á thì mình làm ký hiệu gì đó, rồi khi mình sửa mình sẽ hàn lại cho đúng ha. Ở đây mình giả sử đi, cái đèn á nó bị hư, thì mình kiểm tra cái nguồn trước, mình đo cái điện áp, cái đầu cộng đầu trừ, coi nó có điện áp hay không. Trường hợp nó mất điện áp á là do cái vo nguồn led driver này hư ha. Còn trường hợp mà có điện áp ra thì mình kiểm tra những cái thanh led này, coi từng chip led này á có con nào bị cháy bị đứt hay không. Thì cái cách kiểm tra và sửa chữa thay led á thì cũng dễ, các bạn có thể tận dụng lại chính cái mỏ hàng này nè, rồi các bạn úp ngược lại, hoặc một số bạn có thể dùng cái bàn ủi hơi nóng ha, mình dùng máy khò mỏ hàng gì cũng được, mỏ hàng nè cho nó nóng, rồi các bạn gấp chip test thì con khác vô. Thì trong những video trước mình đã hướng dẫn các bạn tìm xem video trên kênh nha. Thì phía sau này á lại là mạch cứng á, nên mình dễ thao tác ha, chứ không lại mỏng như cái đèn led rạng đông loại dây lại sợi á, nên nó khó thao tác. Còn cái này á, thao tác các bạn yên tâm, thay thế chip led rồi cũng dễ. Để mà kiểm tra nguồn á thì mình sẽ đo cái điện áp ngõ ra trước. Mình dùng cái đầu nối nhanh ha, mình kẹp cách điện cho an toàn, nhiều bạn không chú ý có thể bị giật. Mình chuyển cái điện áp DC, mình đo cái thang đo 1000V DC. Rồi đầu dương mình nối vào quay dương ha, đó mình nối quay âm. Rồi mình cấp nguồn vô để mình xác định coi cái nguồn này còn hoạt động tốt hay không. Cái giá trị điện áp VIO ngõ ra là 311V DC. Khi mà có điện áp VIO ngõ ra là cái bo nguồn này tốt ha. Còn mình giả sử đi cái trường hợp điện áp này không bo, là không đo được cái điện áp ngõ ra, thì mình kiểm tra cái nào. Thứ nhất là các bạn phải xả điện cho cái tụ nguồn. Nhiều bạn không xả thì nó sẽ giật. Đây một cái bo nguồn led driver này á, nó sẽ có tụ lọc nguồn ha, hai chân lớn nè. Các bạn lấy cái cây kim loại đó, các bạn chạm vào hai chân cộng chân trừ của cái tụ để cho nó xả điện ha. Trường hợp nào cái tụ mà tốt á là nó sẽ xả điện liền. Hoặc đối với những cái, nhất là những cái trường hợp mà cái bo nguồn led driver này hư á, là cái điện áp á nó sẽ tích điện ngay cái tụ,
sờ vô vô tình chạm vô nó sẽ bị giật ha. Các bạn chờ cho một thời khoảng thời gian sau á, tủ nó xả điện á, các bạn chạm vô nó không bị giật. Thì mình xả điện trước rồi mình mới kiểm tra. Cái cấu tạo của nguồn led driver cũng tương tự như mấy cái bộ nguồn led driver khác. Các bạn quan sát trên bo, ở đây nó cũng có một con cầu chỉnh lưu 4 chân, một con IC nguồn led driver 8 chân mà trong đó có một chân khuyết chân 7 ha. Đây cái tụ lọc nguồn, đây là cái cuộn cảm và cuộn dây ha. Rồi có một con diode ở đây và một số con trở dáng. Tụ này tụ lọc nguồn VOUT ngõ ra. Thế thì cách để mình kiểm tra cái bo nguồn led driver này như thế nào? Thứ nhất, khi mà các bạn đo điện áp ngõ ra không có thì tất nhiên nó sẽ hư linh kiện bên trong. Thì mình sẽ kiểm tra đầu tiên là cái cầu diode 4 chân. Hai chân ngõ ra của cầu diode đó, hai chân vào thì tất nhiên là hai chân AC 220V rồi, hai chân ngõ ra sẽ ký hiệu là cộng trừ. Ở đây các bạn dùng cái thang đo diode đối với đồng hồ số ha, mình sẽ đo hai chân cộng trừ thì ở đây có một chiều lên tầm 500 đến 600 ohm và một chiều không lên. Các bạn đảo ngược qua đo lại á, một chiều lên một chiều không lên là cái cầu diode này tốt ha. Đây mình giả sử đi cái con này cầu diode đi, nó có hai chân cộng trừ đây nè, thì các bạn kiểm tra, các bạn đo một chiều lên một chiều không lên, đo thuận đo ngược, đo ngay chân IC luôn nha. Mình cái này mình đo nguội yên tâm không sao hết, còn đo nóng á các bạn chạm vô các bạn vô tình có thể bị giật á. Đây một chiều không lên nè, chiều này không lên ha, mình đảo ngược qua đo lại. Đâu, chiều này lên ha. Mình đo được cái giá trị là khoảng 570 ohm. Vậy là mình kết luận là cái con cầu diode này tốt ha. Tiếp theo, mình sẽ kiểm tra cái con IC nguồn led driver. Mình đo nguội thì cách kiểm tra tương tự như cái con cầu diode này, mình sẽ đo tổng trở chân 1 chân 4. Có nghĩa là điện áp VCC với mát ha. Và sẽ đo chân 5 chân 8. Có nghĩa là chân D và chân CS của cái MOSFET. Tại vì trong cái IC nguồn led driver này tích hợp MOSFET bên trong thì nó sẽ có con chân D và chân CS. Thì mình đo tổng trở hai chân này. Trường hợp á tốt thì sẽ có báo một chiều lên một chiều không lên. Thì cái giá trị của nó rơi vào đối với chân 1 chân 4 á thì nó sẽ tầm khoảng 500 đến 600 ohm. Còn cái đối với chân 5 chân 8 thì sẽ 400 đến 500 ohm. Chân 5 chân 8, chân D và chân CS của MOSFET nằm trong IC nguồn led driver. Còn các bạn đo một chiều ngược lại á sẽ không lên ha, một chiều lên một chiều không lên. Từ IC này á, các bạn quan sát cái dấu chấm á, là cái chân số 1 nằm quay ngược chiều kim đồng hồ. Ở đây có 8 chân nhưng mà nó khuyết chân 7. Thì thứ nhất mình sẽ đo cái chân 1 chân 4 trước, coi nó lên giá trị bao nhiêu ha. Một chiều lên một chiều không lên,
đây, cái chiều này chiều không lên ha. Tiếp theo mình đảo ngược về quay đo lại. Đây, giá trị mình đo được là khoảng 570 ohm luôn. Một chiều lên kim, một chiều không lên kim. Hay một chiều lên chỉ số, một chiều không chỉ số ha. Tiếp theo mình sẽ đo cái chân số 5 và chân số 8. Là mình kiểm tra cái MOSFET nằm bên trong á. Trường hợp mà cái con IC này chết, bị nổ á, là MOSFET này hư luôn ha. Là các bạn đo, nếu các bạn đo chân 1, chân 4 cấp nguồn á, là một là nó không lên giá trị nào hết, hai là nó bị chập, bị chạm, cháy nổ. Tương tự các bạn đo cái chân số 5, số 8 á, nó cũng tương tự như vậy. Đây, một chiều là không lên nè. Mình đảo ngược quay đo lại. Cái giá trị của mình là 467 ohm. Đó, một chiều lên, một chiều không lên, như vậy là cái con IC này tốt ha. Đây là cách kiểm tra, tại vì trong mạch nó chỉ có hai con chính thôi, là con là chính lưu cầu diode và cái con IC nguồn led driver. Mà cái nhất là cái con IC nguồn led driver này nó hay bị nổ, bị chạm chập á. Nên các bạn kiểm tra kỹ cho mình ha. Đó, mình cứ test cái chân 1, chân 4 là giữa cái VCC và mat. Đồng thời mình test luôn cái chân 5, chân 8 là cái chân MOSFET bên trong của IC nguồn led driver, là các bạn xác định được một chiều lên, một chiều không lên. Mà khi mà sai số hai giá trị này á, không có hoặc là bị chạm chập, nó nối tắt với nhau, thì tất nhiên là cái con IC này hư ha. Rồi vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa kiểm tra cái đèn tiếp T8 trang trí. Đồng thời mình hướng dẫn các bạn cái tháo đầu đèn cho dễ ha. Và cái cách đo đạc kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra thanh LED, chip LED nằm trong thanh 2835 mà. Cái cách thay thế, đồng thời cái kiểm tra IC coi nó còn tốt hay bị hư ha. Bằng cách đo nguội giữa tổng chở các chân. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.